đây ta mới. Con chào Vũ Cầm, chào anh Chu Phan. Rồi chào chắc ai là tất cả các chiến các khách bạn bè của Vũ Cầm. Rồi. Con hôm nay ấy, nên lần thứ hai của diễn đàn Vũ Cầm thì con có cái bức xúc mà con muốn nhắn gửi một số vấn đề chỗ bố bố Đức Đầu Bạc. Bố có cho phép không ạ? Ví dụ đó. Bố có cho phép không ạ? Cho phép chứ, nhưng mà tại vì sao? Cái đó hình như là bố cũng đã có một cái like. Bây giờ bố nói con nghe nè, để cho bố nói trước rồi con nói sao. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Ok. Dạ. Có cái chuyện của anh Đức khách mời bây giờ này mong mà khách mời đây nhà anh Cầm mình có biết sao cho tiếng gì, có biết hoặc là mình nói chuyện sao cho tiếng gì cho anh Đức thì cũng lớn để không cái... thì giờ không em rất là tế nhị anh Chu Phan hiểu không? Rồi không có gì ở đây đây, góp ý rất là tốt, chân thành rất là tốt, đúng rồi, rất tốt. Không có rồi. Không có cái gì manh động là ok. Đúng rồi, nói với chân thành là điều rất tốt. Nói với chân thành là điều rất tốt về bạn bè anh em. Rồi, tốt rồi, tốt rồi. Đúng rồi. Ê, tôi nói một câu nữa như vậy nè. Cái ý tưởng của anh Đức không có cái gì sai. Đúng rồi. Không có gì cả. Đúng rồi. Nhưng có cái điều mà anh muốn nói cái điều này là Đức à. Anh muốn nói với lại. Anh nói về vật lý trước nha. Chúng ta hiện giờ anh 70 tuổi. Mà Bác Hồ nếu mà tính ra cộng, bây giờ anh nói về vấn đề vật lý thôi, anh không muốn nói vấn đề tính ngưỡng gì cả. Bác Hồ nếu mà cộng lại là thì số sinh thành của ông năm nay thì Bác Hồ như cũng gần 140 mấy à. Đúng không? Bác Hồ bác sinh một năm 980. Đó thì bữa nay là bao nhiêu? Nếu cộng lại số tuổi là bữa nay là bao nhiêu? 130 mấy gì đó. Đấy. Thì có đã, nếu mà tuổi tác nha, nói vấn đề tuổi tác á, thì có phải là Bác Hồ xứng đáng là ông là bác là cha là chú mình không? Ta không nói vấn đề thần tượng gì cả, mà tôi nói tuổi thôi. Thì tất cả con dân hiện giờ trong nước 50 năm gọi Bác Hồ là bác là một chuyện nó bình thường. Cái chuyện là chuyện bình thường. Cái thứ nhất đó vấn đề so sánh về tuổi tác. Cái thứ hai là Bác Hồ là một người gọi là xây dựng một đất nước Việt Nam mình. Từ ngày ông ra đi cứu nước đến giờ, cái điều đó ta cũng không biết nữa. Nhưng thực chất là sau này ta mới có đó một câu hỏi. Ta lên Google, ta sợ, ta làm để hiểu lịch sử thì ta mới hiểu được đó. Thì rõ ràng đất nước Việt Nam mình tôn thờ Bác Hồ là chuyện đương nhiên rồi, không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng có một điều là không ai có quyền lợi dụng cái từ Bác Hồ để mà trục lợi. Tao nói cái gì cho mày hiểu không? Dạ. 97 triệu dân ai cũng gọi là Bác Hồ cả, chứ không có riêng bất cứ người nào. Những cái thành phần ở nước ngoài ta không tính, bởi vì thường những nước ngoài họ có những cái lập luận rất ư là kỳ quái, ta bỏ qua một bên. Nhưng con dân Việt Nam một mặt là phải gọi là Bác Hồ, cái điều đó điều hiển nhiên là ta không cần phải bàn cãi nữa. Anh lập đảng hoặc anh không lập đảng thì con dân Việt Nam cũng gọi là Bác Hồ, cái điều đó không nói lên gì cả. Anh lập đảng ok, nhưng mà con cháu Bác Hồ ok. Anh không lập đảng thì cũng là con cháu Bác Hồ, chuyện đơn giản vậy thôi, không có gì cả. Ý anh Đức rất là tốt, nhưng anh đối thoại vẫn với người mà không ra gì để cho nó có cớ để là nhục mạ, đúng, nó nhục mạ của người. Nói đúng như con cũng muốn góp ý với bác đấy, đấy đúng rồi. Bởi vậy tao mới tức, tao giận anh Đức. Tao giận là giận gì? Tao giận là cho những cái đài, những cái phố bên xa TV, những người nói gì nói vòng cái gì nửa vòng trước TV, đáng lẽ anh không thèm lên, anh cứ lẳng lặng anh làm theo cái gì quá thôi. Đúng. Bố nói đúng như con cũng muốn phản ánh về cái vấn đề đấy. Đấy, ý của tao là như là. Vâng. Cái ý của anh Đức, ta không bà cãi, tốt, không có gì cả. Nhưng mà anh đối thoại những cái thằng không ra gì thì ta không chấp nhận. Đúng rồi. Thế thôi. Đúng rồi. Bây giờ. Đó là cái mà tao muốn nói với mày. Thành ra bây giờ, nói về trách anh Đức thì đừng trách. Bởi vì
anh rất vô tội, anh Đức có ý tốt rất vô tội. Có nghĩa là ý anh Đức là tốt, nhưng mà anh đối thoại những cái thằng đầu đất, chứ hạn những cái thằng mục sư, những cái thằng mà mẹ thiệt mày tao khổ tao. Như cái tên gì tiên sinh tiên siết gì bố Cầm. Ô trời ơi. Con nói bố Cầm như này này. Nó đúng là việc bác Đức ấy, bác cái tôn kính bác Hồ, hoặc là những cái việc bác làm đó, thì bác cứ làm, bác cứ âm thầm bác làm. Cứ là còn về đối thoại không cần. Còn về đối thoại với lại những cái dòng gọi là ba dòng kẻ thì con nói bố này, không thể cảm hóa được chúng nó thành người được. Bố hiểu không? Như Lê Minh Đảo nha, như Lê Minh Đảo là bác xem cái bố Cầm xem cái video mà hồi ở ông trong tù ông ấy nói như thế nào. Đúng rồi. Đấy mà khi ra lên Lê Minh Cách ông ấy nói như thế nào? Thế thôi. Mệt quá không. Đừng có hòng cảm hóa được những cái dòng đấy. Cho nên là việc mình cứ làm. Còn suốt ngày cứ lên cái phố Bonsa TV để mà đối thoại với cái dòng đấy, để nó mượn cớ nó chửi. Nó chửi rồi nó nhục mạ bác Hồ mình. Con cảm thấy con rất đúng là rồi, xấu hổ. Đúng rồi. Đúng rồi. Tao tin chắc ông Đức rằng cho là anh không nên đối thoại. Anh đối thoại là phải xứng tầm. Có nghĩa là người đó phải hiểu được. Phải hiểu được lý lẽ. Anh toàn là anh đối diện với những cái thằng đầu đất không, mà anh vẫn ngồi, anh ngồi, anh gán, anh ngồi, anh giải thích, anh mời tao. Tại sao nó không mời tao? Nó mời tao đi, tao sẽ nói chuyện cho nó nghe. Tại sao nó mời tao Đức chi? Bạc. Tao sẽ chửi từ trên xuống dưới luôn. Bạc. Bố mình sao tao thách, bố mình sao đi, mời tao đi, tao sẽ nói chuyện cho nó nghe. Tao là lý gì là hoài nè, tao sẽ nói chuyện cho nó nghe. Các cụ nhà mình ngày xưa đã dạy rồi, chơi từng ăn từng nơi mà chơi từng chỗ. Có nghĩa là những cái chỗ mà ô hợp đấy mình không nên đối thoại với những cái dòng đấy làm gì. Tao mệt lắm, tao không có thèm bàn cãi tụi nó nữa. Cho mày nói một cách khác nữa là bác hiểu con nói cái điều gì mà bác nói là ý anh Đức rất tốt, không có gì sai cái gì cả. Nhưng tao chỉ trách anh cái điều là anh đừng để kẻ khác lợi dụng cái điều mà anh nói ra để nó chúng nó chửi chủ tịch, chửi những người lãnh đạo Việt Nam mà. Nó chửi hợp pháp. Đúng rồi, ý cái là những kẻ ngu si nhất trên thế giới này là đưa lãnh tụ của một kẻ thù địch ra mặt sắt. Điều đó là rất ư là sai lầm. Thôi, bỏ qua giữa đi. Và chỉ nói một cái điều này. Thế thôi, ok con. Con cũng nên còn đấy, con cũng muốn nhắn gửi bố Cầm ấy thì chỗ thân thiết chỗ bác Đức thì bố cũng nhắn bảo là lần sau những cái đài đấy mà nó mời nên đối thoại với lại từng khách mời mà chắc bố Đức cũng biết rồi chứ làm sao mà không biết. Những cái thành phần đấy mình nên làm gì? Nó phí rồi. Rồi đây này. Nó khổ là tao. Anh cầm cho em nói mấy câu đi, cho mỗi người nói ý cho nó câu chuyện nó hay. Trước hết là cảm ơn khách mời, sau đó cảm ơn anh Cầm. Thì em có ý này này, trước hết là anh Đức Đầu Vàng, anh là người rất là tốt, anh là người Việt kiều yêu nước. Nhưng mà nói như bạn khách mời đây mới nói như anh Cầm cũng đúng thôi, nếu mình không cẩn thận thì bị chúng nó lợi dụng lòng tốt. Đó là cái nhất. Cái hai nữa thì mình trong bối cảnh thì mình cũng phải biết rõ rằng là khi anh Đức được mời thì cái nội dung được mời anh Đức có biết trước không. Anh Đức không biết trước thì không lẽ lên nơi bỏ chạy một tôi không nói. Là cho nên là mình nói gì nói cũng phải để anh Đức anh giải bày thì mình mới biết cái câu chuyện được. Có phải anh bạn khách mời anh nhiều khi bán, trước khi chắc là nên đối thoại thì chắc là tay Vũ Hoàng Nân nó cũng nói là đối thoại với ai ấy, đúng không? Không thì ý anh đang làm giả sử vậy, em khách mời mình đang làm giả sử vậy mà. Cho nên là mình nói em sao để cho anh Đức anh vui, anh chấp nhận, anh nghe mình nhưng mà anh vui. Thứ nhất là nếu trường hợp sau anh Đức có lên nữa thì phải biết rõ là chương trình. Có phải anh Cầm chương trình lên không bao nhiêu phút, nói về vấn đề gì. Nếu nói về lãnh tụ là mình không nói. Đây có phải tao, không? Tao nghĩ là chắc là phố Bôn Sơn TV nó đã mời và nó cho biết là anh sẽ nói chuyện với ai. Đúng rồi. Biết nhưng mà anh vẫn biết, vẫn nhào vô những chuyện đó. Đây này, tao nói cho nghe, tao không khi dễ nha. Nhưng mà đối với tao á, người nào mà tao cảm thấy thích hoặc là tao muốn cần phải đối đáp là tao ok.
những cái không thằng gì tao vậy anh Cầm à. ý là điều gì trên trái chiều là cho anh Đức hơi buồn mà cho anh Đức anh nghe nếu anh em có ý thì anh để anh chấp nhận cái lời có ý của mình và anh đỡ buồn. Có nhiều khi mình đặt cái dư giả sử là có nhiều khi anh ấy quên đi không có nội dung có phải không, khi vào trong đó rồi là cái nội dung nó tóe le như vậy thôi thì mình cũng trước hết là cảm ơn anh Đức, anh có lòng yêu nước, sau đó là để anh rút kinh nghiệm lại là như vậy thôi chứ mình không ý em như vậy. Kể cả hôm nay nên đối thoại với lại cái tay gì nè mà ông bác Đức bác ấy để một cái lá cờ tổ quốc mình nó sệ xuống rồi là bao nhiêu con mắt nhìn vào người ta cảm tưởng như thế nào về bác Đức, nhưng Việt Nam của bác có phải là thừa không, để lá cờ nó sập sệ như vậy thì ai mà coi được. Chắc Bố Cầm có xem cái video hôm nay không? Có nhưng mà có điều tôi nói cho bạn nghe, nhiều khi họ cũng quên đi, nhưng mà tôi nói có điều quan trọng. Cái quan trọng đây là tôi nói cho bạn nghe điều này là bạn thấy có bao giờ mình tôi để cờ sau lưng tao hoặc tao làm một cái chuyện gì đó mà có lên cờ không? Tao chẳng bao giờ nữa. Ở đây tôi muốn nói được cái gì trong con người mình nghĩ ở trong tay trong tim nè. Đúng rồi, đúng dạ, bố giống như con, bố cũng như con đấy. Cái chuyện mà trưng bày cờ xí mặt cái chuyện đều phô trương hình thức, tao không quan trọng gì đó dạ. Tao không có ok gì đó, tao không quan trọng gì đó, mà ý tao muốn nói như nè, anh làm thì mặc anh, nhưng mà anh để cho nó đụng chạm với người mà tất cả toàn dân Việt Nam mình đều kính yêu là cái điều đó anh là có tội, tao không còn biết chuyện đó. Để đúng tao rồi, nói đúng không? Cái điều đó tao nói sao, tao trách anh Đức là gì đó thôi, còn cái chuyện ý anh Đức tốt không cái xấu, thấy không? Vâng. Tao nói vậy thôi. Thôi bây giờ tao nói mày nghe nè, có thể là nay mai này anh Đức anh sẽ gọi điện thoại nói chuyện, tao sẽ nói ok, tôi yêu cầu anh nên bỏ cái chuyện đó đi, hoặc là anh không nên làm, hoặc anh làm thì anh làm cái nơi tới chỗ, anh không cần được quyền lên ông, anh không cần phải lên mấy cái đài chó đẻ đó. Đúng rồi, không phải nên thể hiện làm gì, không phải nên thể hiện làm gì. Mệt, không có làm lên cái gì. Nó có ngon á, nó mời tôi nè, nói chuyện Nguyễn Tấn Lạc hoặc những gì, anh nó mời tôi nè, tôi thách đấu nha. Vâng. Tại giờ tao nói chuyện nghe rồi, tao đó còn không thì đừng có nói chuyện. Mà tao là lính đang quạng quại nè, binh nhất nè, binh nhì nè. Vâng, không vâng. Cần phải thượng tá, trung tá, chó gì nữa. Cứ thằng nào lên là nói chuyện với tao. Nói chuyện bố, qua bố, tao thì chấp nhận. Bố Cầm với anh Trung Phan có phải có công nhận với con một điều như này là mình không thể cảm hóa được với cái bọn đấy đúng không? Cho nên phí không lời được, không thể nên đấy là cảm hóa làm sao được, bởi vì chúng nó bao nhiêu năm trong tù nha, chúng nó thì chúng nó nói nọ kia là vì tiền vì nọ về để đi đánh thuê, đến khi nó được sang được rời ra khỏi tù cái là chúng nó trở mặt ngay. Cho nên mình không nên cảm hóa với chúng nó làm gì, việc mình cứ làm, còn là cái việc chúng nó thì kệ chúng nó. Cái bà tao không thèm quan tâm nữa. Hồi nãy tao có gợi ý, tao mới hỏi mới được cái quân đội, mà cái quân đội là cái quân đội à, tao nói từ nãy giờ rồi, tao nói bây giờ đó, hôm nay tao nói tiền tà cạn tàu ra món tao ráo máng luôn đó. Có nghĩa là khi bộ tổng tư lệnh họ người ta giơ tay tao đầu hàng rồi thì quân lính ở dưới bắt buộc phải tuân theo, từ hồi cổ đại tới bây giờ như vậy rồi. Giờ tao hỏi mẹ câu nè, cái ông Nguyễn Tấn Lạc chức vị gì khi đương kim tổng thống Nguyễn Văn Thiệu còn, hoặc là Nguyễn Văn Thiệu thời đó thì Nguyễn Tấn Lạc nằm ở đâu? Chào anh Phượng ạ. Có Phượng phải ông này đủ qua tuốt cái gót dài ở ta không? Không thì không tất có, nhiên là mình là... Mày dạ. Hỏi là Nguyễn Tấn Lạc có quyền gì phê phán đồ ông Nguyễn Cao Kỳ, có quyền gì mà phê phán Nguyễn Thiệu? Mà vậy... trong khi đó là hai vị đó là tổng tư lệnh quốc gia đã chấp nhận đầu hàng thì các ông là cái gì để mà coi gì phê phán? Nói chuyện phản hòa quá, tao không thích gì đó. Ngày xưa đồ bộ Đức đứng trước mặt tướng Kỳ Nguyễn Tấn Lạc có nước bò liếm dài đồ chứ chưa được quyền lên ngồi lên, có nước bò không được đấy, bò không được luôn, bò không được tàu lao rồi. Chuyện xạo, chuyện tàu lao, chuyện ngồi mẹ nó dốc nó xạo, chuyện tàu lao tôi à, chưa dám đứng lên đi được. Con cũng nên có mấy lời góp ý với bố Đức đầu bạc mà chút vậy thôi, rồi bố cũng cầm cho con xuống rồi. Rồi, okay, nha. Rồi cảm ơn bạn nha, chào anh Phan nha, chào tất cả các chào anh.
Thành ra tao ghét, tao không thèm cãi lý mấy đám đó, bởi vì tôi chẳng biết mẹ cả. Tới bây giờ tao nói cho mày nghe nè, cái hiện trạng thế giới bây giờ nó đã như vậy rồi mà nó vẫn ngồi cãi cố cãi chày cái ý. Tao muốn nói như nè, lúc nào cũng vậy, nó vẫn đưa cái đất nước Việt Nam mình, nó so sánh đất nước mình hàng ngàn năm nay đã chống chọi với chiến tranh và mới bước nó một cách khác mới phát triển có 20 năm nay, mà nó cái đè đầu cỡ tổ Việt Nam, nó phải so sánh một quốc gia mà coi như là số một thế giới, mình thấy nó vô lý không? Như vậy mà nó đòi hỏi những chuyện rất là quá chiêu. Nhưng mà về tao tự hào, tao hẳn như mày, tao sống 14 tháng rồi, tao là người nước Mỹ mà tao không có, tao thấy rõ ràng bây giờ cái xã hội của nước Mỹ thua Việt Nam mình xa lắc xa lên, từ nhân quyền, từ kinh tế, từ nó thẳng là như vậy. Mà thôi, ở Việt Nam mình chẳng có thằng nào mà tự nhiên xách súng ra đường rồi bắn đùng 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 rồi giết người ra thôi không tự sát. Việt Nam không có gì có chứ, cái chuyện đó. Cái đó là gì? Cái đó là muốn nói lên cái xã hội, họ bất mãn xã hội. Mới đây tức gì là có một thằng nó tới Nhà Trắng, nó lái cái xe phóng hỏa xong nó tự sát luôn, nó bày tỏ cái chính kiến của nó. Việt Nam mình làm gì có cái chuyện đó. Thôi tao không bàn cãi với nó mệt.